Tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Nga về tội hủy hoại tài sản xảy ra tại số 209 xã Đàn, theo khoản 1 điều 143 Bộ luật hình sự năm 1999. Người bị hại là Lê Ngọc Hùng đã đưa ra nhiều lý do để yêu cầu hội đồng xét xử thay đổi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân có mặt tại phiên tòa. Thưa xét xử, thứ nhất là bạn Nguyễn Như Quỳnh thiếu tinh thần trách nhiệm, có hành vi bao che, tiếp tay cho cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa bỏ tài liệu chứng cứ là biên bản đình chỉ ngày 30/5/2024 của Công an phường Đông Đồng ra ngoài không đóng dấu bút lục nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án để bao che bỏ tội phạm đối tượng Lê Huy Giang và Vũ Thanh Phong. Hai, bà Quỳnh vi phạm pháp luật, tiếp tục sử dụng kết quả định giá trái luật để truy tố nhằm mục đích chạy tội cho bị cáo Trần Thị Nga và xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp tài sản đồng hồ. Vì vậy, bà Quỳnh là hiện bây giờ đang là đại diện viện kiểm sát là giữ quyền công tố tại phiên tòa không khách quan và vi phạm pháp luật. Nên là tôi đề nghị hội xét xử xem xét và thay đổi kiểm sát, thay bà Quỳnh. Đối đáp lại những ý kiến cáo buộc mình của người bị hại, bà Nguyễn Như Quỳnh, kiểm sát viên, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa tranh luận. Tôi khẳng định là cái việc của bị hại nêu ra như thế là hoàn toàn không có căn cứ. Và tôi là với cái trách nhiệm của một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa được phân công giải quyết vụ án này là hoàn toàn giải quyết vụ án theo lương tâm của một con người, theo trách nhiệm cao cả của một kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa cũng như là kiểm sát điều tra vụ án. Thì tôi khẳng định rằng là tôi làm việc hoàn toàn công tâm, khách quan và đúng theo quy định của pháp luật. Còn về việc người bị hại đề nghị thay đổi kiểm sát viên tại phiên tòa ngày hôm nay thì theo quy định của pháp luật, đây là thuộc thẩm quyền giải quyết của hội đồng xét xử. Tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình đã đưa ra trước đó, ông Hùng trình bày. Khẳng định là viện kiểm sát vào ngay từ ngày 1 tháng 6. Đầu tiên là anh Đào Việt Dũng là kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân quận Đống Đa là người kiểm sát vụ án này. Cái hồi cái hôm đấy là anh sẽ có số trực tiếp đôi người ký cùng văn bản đấy, người bị hại tại hiện trường là kiểm sát viên ra đã kiểm sát ngay từ ngày 1 tháng 6. Có nghĩa là vụ án này là hôm đấy là hồ sơ của công an phường Đa Đồng chưa bàn giao cho công an quận Đống Đa. Sau ngày 1 tháng 6 thì bàn giao quận Đống Đa nên việc nói rằng viện kiểm sát không biết việc này là không. Bởi vì trước đây chị Quỳnh đã có anh Doan là người đã xâm phạm vào tư pháp và đã không thực hiện quyền công tố nữa. Còn thứ hai, vừa rồi tôi nói rằng là khi mà có quyết định của tòa án nhân dân quận Đống Đa ngày đợt 3, ngày 20/3/2019 thì mới xuất hiện. Khi có quyết định của tòa án thì mới có xuất hiện cái chuyện là cái biên bản đình chỉ mà yêu cầu đối tượng đưa rằng rất rõ cơ quan điều tra công an quận Đống Đa, phường Đa Đồng và ủy ban phường Đa Đồng yêu cầu đối tượng không được phá rỡ mà không được làm gì hết. Và khi muốn làm gì phải báo cáo các quan thẩm quyền và đề nghị các quan thẩm quyền giải quyết. Đấy, tất cả các nội dung này, những cái tờ này giấy là rất quan trọng liên quan đến các đối tượng, nhưng mà bên Viện Kiểm sát đã đông đúa bao che cho cơ quan điều tra ra ngoài. Và chúng tôi nghe thấy trong việc này có liên quan đến chuyện tham ô lấy tiền của những người bị hại đấy. Đấy là tôi nói ở ngoài thôi. Nên là việc mà chị Quỳnh làm Viện Kiểm sát ở giữ quyền công tố phiên tòa là không khách quan nữa. Và chị hiện đang có pháp đang trong vấn đề tôi đang tố cáo tại Viện Kiểm sát tỉnh tối cao và đề nghị cơ quan điều tra tối cao để khởi tố vụ án này, làm rõ các đối tượng và trách nhiệm của bản thân bỏ thảm ở nhà và chị Quỳnh trong cái vụ án này. Là rất là mong là hội xét xử xem xét những cái việc là thay đổi kiểm sát, thay đổi kiểm sát viên trong cái phiên tòa này để cho khách quan và tiến hành tòa án. Đồng quan điểm với người bị hại, luật sư Nguyễn Văn Kiệm nêu quan điểm. Theo quy định tại điều tại bộ luật dân sự 2015 tại điều 49, các cái trường hợp người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi các quan điểm căn bản đó là không có thể không vô tư khách quan khi làm việc. Trong vụ án trong phiên tòa này cũng đề nghị bị thay đổi bằng Nguyễn Như Quỳnh, kiểm sát viên giữ quyền công tố của Viện Kiểm sát tại Hòa Mai cho rằng đó việc là không vô tư khách quan trong pháp luật trong việc quyền công tố trong vụ án này. Ngoài cái lý do mà nêu thì tôi xin điểm là từ cái bà Quỳnh ngồi giữ quyền công tố của vụ án này từ đến phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ hai thì bà vẫn sử dụng cái bản giá thay đổi lần hai và cái
không khách quan. Và cái việc này thì thay đổi đặc biệt năm nay. Ngoài yêu cầu thay đổi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân có mặt tại phiên tòa, người bị hại Lê Ngọc Hùng cũng đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Đống Đa ra quyết định thu thập biên bản bàn giao vụ án của Công an phường Nam Đồng cho Công an quận Đống Đa. Đã đề nghị Hội đồng xét xử qua cái phiên tòa lần thứ 3 trước thì là Hội đồng xét xử đã ra cái quyết định để làm rõ cái biên bản đình chỉ của Công an phường Nam Đồng đối với đối tượng Lê Văn Giang. Hiện nay là biên bản chỉ là cơ quan điều tra sau khi mà đã quyết định thẩm án và đơn tố cáo tôi thì cơ quan điều tra đã bỏ cái biên bản điều tra này vào trong cái hồ sơ vụ án. Nhưng mà họ nói những cái lý do đây là vụ án xâm phạm luật pháp, họ lấy cái lý do nói chung là không đúng. Thế tôi nhân hôm nay tôi cũng trước mặt hội đồng xét xử tôi đề nghị là hội đồng xét xử là ra quyết định để thu thập cái biên bản bàn giao hồ sơ vụ án của Công an phường Nam Đồng cho Công an quận Đống Đa để khẳng định cái việc mà ông Phong là điều tra viên Công an quận Đống Đa là cố tình bỏ hồ sơ ra ngoài bao che tội phạm Lê Văn Giang. Đề nghị là hội đồng xét xử xem xét để thu thập cái hồ sơ và cái biên bản là bàn giao cho Công an phường Nam Đồng nên còn có quân cũng theo đuổi để theo đúng thủ tục tố tụng. Điều thứ ba xin hội đồng xét xử hôm cho ngay tôi xin nộp lại cái vi bằng. Cái vi bằng này là lần trước là do một phóng viên Văn Hạ là phóng viên báo lớn tuổi có phỏng vấn ông Tạ Ngọc Thạch là phó trưởng công an phường Nam Đồng. Ông Thạch có trả lời rõ là tất cả hồ sơ và biên bản tra đó đã bàn giao cho công an quận Đa, nhưng mà tại cái điều tra vừa rồi và công an quận Đa xuống làm việc với ông Thạch để ghi lại cái lời khai đó, nhưng mà nó không đúng, công an là không đúng, bởi vì thực sự ông Thạch có trả lời và tôi đã ghi lại vi bằng này để nộp cho tòa án để khẳng định rằng là ông Thạch có nói rằng là đã nộp hồ sơ và biên bản đình chỉ là bàn giao cho quận Đống Đa theo đúng quy trình. Ngoài ra người bị hại cũng đề nghị triệu tập một số người có liên quan trong vụ án hình sự về tội hủy hoại tài sản xảy ra tại số 209 xã Đàn đến phiên tòa để xét xử cái vụ án này nó cách hết cơ quan tránh bỏ tội phạm và để cho đúng cái độ thường tục thì đề nghị là hội đồng xét xử triệu tập một số đối tượng và đề nghị một là đối tượng Lê Văn Giang, hai là Nguyễn Thanh Phong, ba là Nguyễn Trọng Thân, bốn là Phan Hồng Phong là cán bộ qua điều tra là cái người mà bỏ hồ sơ ra ngoài, năm là ông Trần Văn Tuấn. Ông Trần Văn Tuấn này là cái người trực tiếp để chứng kiến cảnh các đối tượng Lê Văn Giang và Nguyễn Thanh Phong là đồng phạm và chiếm đoạt tài sản. Ông Trần Văn Tuấn này là người đại diện tập đoàn Doji, là người đã trực tiếp đi lấy để mà trông lo và chứng kiến tất cả và có đã lời đã có rất nhiều lời khai tại cơ quan điều tra. Và từ xưa cơ quan điều ông Tuấn được khai là ngày 30 xong làm đến xong đi công an ngăn chặn và đến ngày 31 tiếp tục làm, nhưng mà tất cả các giai đoạn trước và cơ quan điều tra và viện cảnh sát đặc biệt là bà Quỳnh Tây đều nói là ngày 31 chứ không ngày 30. Thế nhưng bây giờ cái biên bản đình chỉ nó lộ ra nó rõ ràng là ngày 30 công an đình chỉ, nên là cái việc xâm phạm vào tư pháp bà Quỳnh rất quan trọng, trong đó có cả ông Hà Nhà. Xin hội đồng xét xử là triệu tập cả anh Nguyễn Văn Hạnh là người trực tiếp chứng kiến, bởi trong lời khai Hạnh có nói là buổi sáng hôm đấy là ông Phong nói rằng là ông Hạnh và ông Giang đang đứng đấy để chỉ đạo phá nhà thiết, thì là anh Hạnh có người và Hạnh có khai là anh quá có đi qua kiểm tra để xem cái việc anh Phong làm có hợp đồng không. Đây là toàn bộ lời khai trong cơ quan điều tra. Tôi xin hội đồng xét xử xét. Cảm ơn hội đồng xét xử. Đồng quan điểm với người bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Nga cũng đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Đống Đa triệu tập một số người có liên quan trong vụ án hình sự về tội hủy hoại tài sản xảy ra tại số 209 xã Đàn đến phiên tòa để đảm bảo tính khách quan của vụ án. Theo đề nghị của người bị hại Lê Ngọc Hùng, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã quyết định tạm hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm thụ lý số 145/2019/HSST ngày 20 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo Trần Thị Nga, bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa truy tố về tội hủy hoại tài sản xảy ra tại số 209 xã Đàn. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.